Good morning mọi người, tất cả những bạn mà xem video của mình từ trước đến giờ mọi người sẽ biết là mình thích ăn bánh canh cua ở trong Sài Gòn như thế nào. Nhưng mà ở Hà Nội thì mình không tìm được một hàng nào ngon cả. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một hàng, tuy là bạn này thì không bán hàng ngày nhưng mà kiểu lúc nào mà bạn ấy có thì mình vẫn mua. Và lần này mình ăn thử thì đúng là nó rất là ngon nhở. Trông nhở, mấy lần trước mình ăn ở những cái hàng khác ấy thì mình thấy là nó chẳng giống trong Sài Gòn một tí nào cả. Nên là lúc nào vào trong Sài Gòn là mình cũng phải order. Nên là bây giờ thì chắc là cũng đã cơn thèm rồi đây. Nói chung thì mời mọi người nhìn khá hợp với khẩu vị của vợ chồng mình. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Bọn mình ăn ở đây là lần thứ hai trong tuần này rồi. Kiểu thấy bạn ấy làm ngon quá ấy. Thế là cứ mua sẵn xong rồi để đến sáng nay thì ăn sáng. Ai, bây giờ cả nhà mình mỗi người đang mở bánh canh mà Bơ cũng rất là thích ăn cái bánh canh này nha. Cứ hôm nào mà mình mua về là ông ấy nhìn là kiểu cũng thèm thuồng, xong rồi ngồi mút bánh canh chụt chụt luôn. Ngon lắm đấy mọi người. À, trời ơi. Mọi người ngắm đi. Mem mem chết thèm. Còn Bơ thì đang ngồi đây để ăn bánh ăn dặm. Mày bắt đầu thèm ấy, thèm ấy, thèm ấy. Cho con miếng chanh nhá. Ăn chanh không? Một. Ta làm gì đâu. Đợt này bọn mình ăn cái gì trước mặt Bơ là toàn phải ăn dấu ăn diếm. Bởi vì cái gì ông ấy cũng đòi ăn. Ăn một miếng nữa nhé. Không, mình thích ăn bánh canh cơ, chứ không phải ăn bánh đấy đâu. Ok, mời mọi người ăn sáng nha. Nhanh thế. Hút như hút sữa vậy. Xong còn phải nằm la hét một lúc xong mới ngủ. Mọi người nhìn thấy mồm mình hơi cười không? Mình đang bị nhiệt ở đây. Xong hôm qua đi mua một thuốc, người ta cho một cái thuốc gì đó mà mình dính vào đây xong nó sẽ tạo thành một cái lớp màng ấy. Nên là bây giờ nói chuyện nó cứ bị vướng vướng. Tỉnh ngủ. Kể cho mọi người nghe, tối hôm qua sau kiểu mấy ngày vợ chồng mình có quá là thèm khát được đi ra ngoài đường, được đi chơi ấy. Thế là hôm qua bạn mình mới nhờ bà ngoại sang trông Bơ cho một lúc. Xong rồi bà ngoại trông cho từ chiều. Thế bọn mình cho Bơ ăn xong, cho Bơ đi ngủ xong các thứ rồi nhờ bà ở lại trông. Xong hai vợ chồng mình đi chơi, trời ơi, bọn mình không hiểu cái cảm giác mà kiểu có con xong rồi lâu lâu được đi ra ngoài, được đi kiểu hòa nhập với cộng đồng ấy, nó thoải mái như nào. Thực ra đối với những người khác, ví dụ như mọi người ở với ông bà ấy thì có thể nhờ ông bà trông xong rồi thỉnh thoảng đi một tí, nhưng mà bởi vì bố mẹ chồng mình thì ở quê, còn bố mẹ mình thì cũng rất là bận nên là lâu lâu thì mới dám nhờ ông bà một lần ấy để có thể được đi. Còn bình thường thì kể cả muốn đi đến mấy, nhiều khi chỉ muốn ra ăn một cốc sữa chua hay cái gì thôi nhưng mà cũng không dám đi. Bởi vì cũng không thể để con nhà một mình được ấy. Thế hôm qua được sổ lồng, được đi ra Tràng Tiền ăn kem, xong rồi được đi đâu nữa ta, xong rồi được đi ra một quán uống cocktail với cả hai người bạn của mình một chút. Xong rồi trước khi về còn đi ăn một bát phở trộn ở chỗ Phủ Doãn nữa, xong rồi đi về ngủ. Một buổi tối thật tuyệt vời. Nói chung là sau một thời gian ở nhà nhiều, xong rồi được đi ra ngoài đường, xong rồi kiểu cảm giác như tất tình cảm vợ chồng nó cũng được refresh hơn, mà kiểu bản thân mình cũng cảm thấy thoải mái hơn ấy. Nhiều khi ngày nào nó cũng là một routine chăm con rồi cho con ăn xong rồi
tắm rửa cho con, xong rồi chỉ ở nhà loanh quanh ấy, thì nó cũng rất là nhàm chán và cũng dễ gây stress với cả căng thẳng nữa. Bây giờ thì mình sẽ make up một chút và xem vlog mới của bà Trúc, vlog sinh nhật anh Hải. Sau đó thì đợi Bơ dậy sẽ cả nhà sẽ đi ăn. Trưa nay sẽ cho Bơ đi ăn Pizza for Peace. Đây cũng là một trong những chỗ mà Bơ rất là thích. Ok, bye bye. A few moments later. Đây là ông TD của nhà cháu ngày hôm nay. Nhưng mà ông này nhất định không đeo khẩu trang. Nhất định không đeo. Còn như vậy cháu không được đâu nha. Áo polo Lion King và quần đùi cùng với một đôi giày ạ. Chỗ này là cháu bị mụn đốt ạ. Ba cháu mặc một bộ đen từ đầu đến chân. Gần như một chiếc ba lô đen. Còn mẹ cháu mặc một bộ đồ đen trắng cùng với một chiếc ba lô bìm sữa. Ngày nào tưng 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 nhìn anh xa trốn phía sau tòa nhà. Đi thôi. Đến rồi. Mời hai ba con ra trước. Rồi, cho. À, con thò tay vào đây. Bàn trước cô. Chọn chọn. Ngon lắm nhờ. Nhiều món lắm nhờ. Con gì? Ngon lắm nhờ. Đang phải soi đây xem là cô như nào. Con ăn đi. Cô mời con mà. Hết. Bây giờ mình yên tâm. Cháu cảnh giác lắm. Tốt con ạ. Trên đường không làm phải lạ. Quên mất một punchline. Bơ đang rất hồi hộp sau món mì cua. Bởi vì trời tối rồi. Con này không lật được nhá. Còn cái gì hả? Còn bún thì đang rất. Là con Trúc nè. Trúc. Thế ơi, nó kia tay. Lần trước đi ăn cơm gà và bún, hôm nay đi ăn cơm gà. Con kể cho mọi người lúc con đi ăn như nào nhỉ? Thế mọi người, một bữa ăn có 4 người lớn, 2 trẻ con mà không nói chuyện được một câu chuyện nào tử tế cả. Bởi vì hai ông bà kia thì bận lo cho em bé bên kia, xong rồi nhà mình thì bận lo cho em bé bên này. Thế xong rồi cứ kiểu có đồ ăn phan ra, xong tất cả mọi người cùng ăn, xong cho các em bé ăn, xong bắt đầu lôi bọn nó đi rửa tay. Thế là cuối cùng cả một cuộc ăn uống mà chả nói chuyện được với nhau một câu nào. Bây giờ mình cho mọi người xem cây mới của ba được không con? Đây là cây hoa giấy mới của ông Thành. Mọi người nhìn nè. Đấy. Bây giờ mọi người có thể đặt tên mới cho ông Thành. Đó là, tôi chắc rồi đen xì. Đó là gì hả chồng? Nhà hoa giấy học. Tức là chồng mình có một cái gọi là gì, không phải gọi là tính cách mà là một cái, mình không biết nói như nào. Tức là cứ có một đợt chồng mình rất thích một cái gì đấy, thế chồng mình sẽ kiểu đầu tư, nghiên cứu, học hỏi về cái đấy. Xong rồi chồng mình một thời gian sau lại thích một cái gì đấy khác. Thế là có một đợt chồng mình rất thích nghiên cứu về rắn. Xong rồi ông bảo mình chứ, hay là mua một con rắn để nuôi một con rắn ở trong nhà kinh mãi. Xong mình bảo là không, không đồng ý. Thì xong tự nhiên đến một đợt lại không thích rắn nữa, lại không thể nói năng gì nữa. Xong rồi đến chuột vời, chồng thích chuột. Xong rồi tự nhiên đến một đợt gọi là rất thích hoa giấy. Thế là nhà mình thì đợt trước đã mua 2 cây rồi, đã có 2 cây sẵn trong nhà rồi. Xong rồi một hôm gửi cho mình cái tin nhắn, gửi cho mình cái ảnh một cái hoa giấy ngũ sắc à. Tức là cái hoa giấy đấy nó có 5 màu khác nhau và trông nó kiểu hơi lè lè đấy. Xong rồi nhắn tin cho mình bảo vợ thích cây này không để chồng mua. Mình bảo thôi vợ thấy cây này không đẹp lắm, kiểu không thấy không thích mua. Nửa tiếng sau anh shipper ship hoa giấy đã đến và kèm theo một cái cây hoa giấy này. À, mọi người thấy không? Thế mình không hiểu chồng mình hỏi mình để làm gì luôn. Tôn trọng ý kiến mà. Tôi... nếu như là vợ mà bảo là vợ ok đúng không thì chồng sẽ mua hẳn 3 cây. Còn mà vợ bảo là không đẹp lắm thì sẽ mua 1 cây thôi. Hay lắm.
Đó, chồng mình là như thế đấy các bạn. Chồng các bạn có như vậy không? Comment ở dưới. À, bây giờ thì nhà mình đã về rồi, xong ngủ chưa, thử xong hết rồi. Mà ngủ say đến độ là chồng mình còn... Chồng kể đi, chồng kể câu chuyện đấy đi, vẫn không hiểu nổi. Thì bình thường nhà mình đi ngủ thì vẫn để cam để xem con đúng không? Thế nhưng mà thường thì buổi trưa vợ chồng mình ngủ không ngủ mấy đâu, ngủ một tí xong rồi dậy thôi. Nhưng mà hôm nay mệt quá, vợ chồng ngủ hơi sâu. Thế là con dậy, vợ mình ấy đập tay mình để mình dậy, mình sang cho ti cho con. Thì mình quay sang mình nhìn vợ mình vẫn thấy make up. Thì mình tưởng bây giờ là mới buổi sáng sớm ấy, mình bảo là vợ mình quái tại sao ngủ buổi tối mà lại không tẩy trang đi vậy. Đây, ông này đang phá cái gì đây? Thôi nào, lên đường con ơi. Đi thôi. Đi sinh nhật đây, sinh nhật. Con có biết sinh nhật không? Con cũng sắp sinh nhật rồi đấy. Nha. Đây là chủ nhân của bữa tiệc. Yes, it is, it's your birthday. So happy birthday to you, yes to you.